Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị rất may về đang sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước, đang trên kênh Cuộc Sống Theo Thời Gian ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với bãi kiển của anh Đặng ở thị trấn Gạch Giòi hết cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay mình có một lô khoai lang và giá đẹp, xin mời cô chú anh chị luôn xem bản không ạ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã luôn theo dõi ủng hộ kênh và chúc cô chú anh chị mình xem rất vui và chọn được hôm nay anh ý luôn ạ. Dạ, xin chào anh Đặng ơi. À, chào em ha. Hôm nay con là Đặng thì trắng gọi ha. Số thoại con là 0939300828 là số Zalo của con ha. Hôm nay con có về một lô phôi, mai phôi có, mai tàn có ha. Rất mong cô chú gần sau ủng hộ con clip này ha. Để không mất thời gian nữa đi vào cây mã số 1 nghe cô chú anh chị. Cây này là cây nằm chậu nha, lâu năm lắm rồi. Đó, con đập cái chậu ra thôi. Đó. Để nó xuống tới đây luôn nghe cô chú anh chị. Để con bó ở đây ghim cho nó dễ ha. Đó. Cái rễ nó cuộn tròn vô cái bông. Rễ nó cuộn lại cho nghe cô chú anh chị. Cây nó già cây gì lắm rồi, cây này cây bông giảo luôn nghe cô chú anh chị. Đế bỏ đều không có bị. À, không có chống mặt nào hết trơn mà về mình đặt lên cái chậu cái mình ốp nó lại, mình nuôi nó một thời gian là mình xả ra chơi là như cái chậu luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. Để đo. Cây cao được 34 nghe cô chú anh chị. Cái đường kính bầu nó là 60 nha. Cái nôm sổ của nó là 30 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó mét gửi nha. Dạ. Đó, hết cộng thước dây nha cô chú anh chị. Đế là ôm cứng ngắt cái bầu luôn. Ôm hết trơn luôn, nó tới dưới này luôn nha cô chú anh chị. Nó như cái nó dung lên như cái chậu nha. Cái này em đo được 33 ha cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 33. Đó, nguyên một cục luôn cô chú anh chị ơi. Cây này nói chung là con không biết khai thác sao, con lấy ra sao thì về xịt rửa lại thôi. Gì thôi. Cây nó già, cây nó già lên xù xì luôn. Dạ. Không muốn lên xù cốc hết trơn hay cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây mã số 1 này xin giao lưu là 6.800.000 ha. Con bao ship toàn quốc ha. Nguyên một cây nằm chậu lâu năm luôn nghe cô chú anh chị. 6.800.000. Dạ. Dạ mã số 2. À, tiếp tục cây mã số 2 có một cây một duy nhất là cây giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ, phôi giấy Mỹ. Giấy Mỹ dán bài ha. Về mình trồng đổ cũng được ha cô chú anh chị. Dạ. Cây nó cây là cây thường chậu nha. Đang năm tuột luôn rồi. À, cây này cây thường chậu luôn cô chú anh chị, nhổ chậu ra. Cây cao được 60 nha cô chú anh chị. Cái cành bay của nó là 72 ha. Quỳnh thăng đo được chỗ này là 38 nha cô chú anh chị. Yeah. Đó. Cái đường kính bầu dài nhất là 35. Cây giấy Mỹ dán bay ha cô chú anh chị. À, đế thì nó gom cũng nặng nha cô chú anh chị. Này về mình trồng mình lấy bông cũng đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này ba thân nó bay xuôi theo chiều bay luôn nha. Rồi à, cây mã số 2 này xin giao lưu giá 1 triệu ha. Dạ, yeah, phôi giấy Mỹ nha cô chú, mã số 2, 1 yeah. triệu. Bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Cái này dạ. Về mình ghép ngũ sắc vô mình chơi ha cô chú anh chị. Nhiều loại để mình chơi lắm. Dạ, em rồi xin phép đổi cây à. Mã số 3. Rồi tiếp tục cái mã số 3 ha cô chú anh chị. Dạ là một phôi tàn nha cô chú anh chị. Một phôi mai tàn rút cốt hết rồi ha. Cái này dáng nó dạng tựa như gió lùa nha cô chú anh chị. Đế nó dữ lắm cô chú anh chị, bắp bắp nè. Ở đây có một thân nó bị hư, giữa nhà chặt hư rồi, nó đục luôn, đục xác luôn ha cô chú anh chị. Nè. Cũng đế nó rất là bự ha, cây này sắc lớn lắm nghe cô chú anh chị. Củ nở nha cô chú anh chị. Dạ, sắc lớn dữ lắm ha. Cây dáng siêu siêu, gió lùa ha cô chú anh chị. Cộng rễ lực lực cũng luôn. Cộng rễ nó bự hơn cầm tay em luôn ha cô chú anh chị. Dạ. À, nồi đế bứng bầu lớn lắm nghe cô chú anh chị. Cây này về mình lọp tàn mau chơi lắm cô chú anh chị ơi. Cái này cao mét rưỡi thôi cô chú anh chị. Cái cành phóng ra đây là được. Đo cành phóng là 75 nghe cô chú anh chị. Quá trời bự cô chú anh chị ơi. Quỳnh thăng là đo được 46 hay cô chú anh chị. Quỳnh cũ chứ này đo được 64 ha. Nở cũ nha cô chú. Đường kính bầu dài nhất là 72 ha cô chú anh chị. Cộng đế nó rất là bự nha.
đế nói chung là nó đều gần như bốn mặt ha cô chú anh chị. Đó, cọng đế này nó rất là bự ha, cây sắt lớn nha cô chú anh chị, cây này cây bông giảo nha. Không chống cái nào hết trơn ha cô chú anh chị. Cây này nó cũng quái cây lắm, dáng nó siêu siêu ha cô chú anh chị. Tay cành lực nha cô chú anh chị. Tay cành là bắp bắp ha, để con đo cái thoát thân nó luôn ha. Nó thoát thân được 38 nha cô chú anh chị. Dạ. Cành bự nhất trong này là con đo được 30 ha. Dạ. Đó, nó cũng như một cốt ha cô chú anh chị, đây nó lắc lên ha. Rồi cây mã số 3 này xin giao lưu giá 6.800.000 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây mã số 3 này con bao ship 200 km nha. Ở xa hơn thì mình thương lượng nha, cây này rất là nặng ha cô chú anh chị. Rồi xin phép đổi cây ạ. Dạ. Dạ, tiếp theo cây mã số 4 ha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp theo cây mã số 4 đây chung một lô ha, nó ba cây nha cô chú anh chị. Tất cả là bông giảo hết ha. Phôi tàn ha cô chú. Cây này cây một cốt ha, cốt cành có sẵn hết cho hay cô chú anh chị. Cây này cao chắc cỡ mấy 9-2 mét đó cô chú anh chị ơi. Để em đo thử cái tán ngang đó ha. Cái tán ngang đó là 65 ha cô chú anh chị. Cốt cành lực lắm nha, cây này cây một cốt nha cô chú anh chị. Một cốt chi cành đều ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái thân nó hơi dặn nhau ấy thôi chú. Nó như cái seri ha. Dạ. Thân nó dặn nó khí. Nó muốn lên khí hết trơn ha cô chú anh chị. Đế bỏ đẹp. Dạ. Đây là cái gốc mai con ha, cũng bự rồi. Nó bị chặt banh bây giờ cưa bỏ luôn cô chú anh chị ơi. Để con đo ha. Cây thoát thân được 45 nha cô chú anh chị. Đường kính bào dài nhất là 76 ha. Hoành thân đo được chỗ này là 45 ha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó cỡ 200 nha. Đế bỏ đều hết trơn cô chú anh chị ơi. Rồi nồi đế nó cỡ 170 rồi cô chú anh chị ơi, 178 gì đó. Mà đế nó không chống chỗ nào hết trơn ha. Cây mấy cây này mau chơi lắm cô chú anh chị ơi, về lợp tàn mau lắm. Rồi cây này con cũng bao ship 200 km ha. Còn ở xa thì mình thương lượng với cây này quá nhiều nặng, cây này cả 100 kg rồi cô chú anh chị ơi. Cốt cành đều mà cốt cành lực lực không cô chú anh chị ha. Bắp bắp không hay cô chú anh chị. Dạ. Cây bắp bắp không à. Cây trực phơm tàn thông nha cô chú anh chị. Đó, một thân một nha. Nó lên đây nó lắc nhẹ lên ha cô chú anh chị. Cây rất là lớn nha. Dạ, mình giao lưu cây số 4 nha bao nhiêu? Cây số 4 này xin giao lưu giá 5.800.000 ha cô chú anh chị. Dạ, 5.800. Dạ, nội tiền ship không cả triệu bạc các cô chú anh chị ơi. Rồi, xin phép đổi cây ạ. Dạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 5 ha cô chú anh chị. Tiếp tục là cây mã số 5 nghe cô chú anh chị. Đó, một cây có khung tàn sẵn nha. Dạ. Cây này người ta chơi bông tết xong rồi rút luôn á cô chú anh chị ơi. Cây bông vàng nghệ rất đẹp ha. Bông chùm luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái vàng xương chi cành đều nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cao cỡ mấy chín ha cô chú anh chị. Dạ. Cái tán ngàn nó cỡ mét 2 ha cô chú anh chị, mét 3, mét 2 ha. Thóc thăng đo được 20 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 65 nha. Bộ đế dữ lắm cô chú anh chị ơi, cây nó già cây lắm, nó lên nó muốn lên xù cốc hết rồi ha. Cây này đế bài ha. Cây này mình nuôi cũng tương lai lắm nha cô chú anh chị, tuy là nó đa thân thiệt nhưng mà nó vẫn có thoát thân nha. Chứ khung tài nó có sẵn hết trơn ha cô chú anh chị. Đó. Nó bằng cùng tay hết trơn ha cô chú anh chị. Khung tàn nó đều lắm nha. Cái này nó ra chi một cái là nó mau bít lắm cô chú anh chị ơi. Bình thân đo được chỗ này 31 hay cô chú anh chị? Dạ 31 rồi. Cái nồi đế đặt của nó là khoảng 1 mét ha. Dạ. Đó. Bắp bắp không nghe cô chú anh chị. Cái này con bao ship 200 km nha. Còn ở xa thì mình thương lượng. Tại vì con bó tàn dạng chị nó cũng khó lắm cô chú anh chị ơi.
Rồi cái mã số 5 này xin giao lưu giá 4.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi 4.800 ha cô chú anh chị, một phơi. Cái này có khung tài sẵn hết trơn cô chú anh chị ơi, về mình cứ đặt xuống là mình chơi thôi. Cái bên con là bao sóng bao ship hết trơn ha. Cái mã số 5 là 4.800.000 ha. Dạ rồi, 4.800 nha cô chú anh chị. Tàn đều đế dạ. Luôn ha. Để không chống mặt nào nha, bắp bắp ha. Mà nuôi mấy cây này cũng tương lai lắm cô chú anh chị ơi. Rồi đế dữ lắm. Rồi xin phép đổi cây à. Dạ. Áo hay cô chú anh chị? Dạ, mã số 6. Một cây quái, cây sắt lớn giá hữu nghị nha cô chú anh chị. Cây này trực luôn á cô chú anh chị. Dạ. Mà đế nó có hai cộng à, cộng trước cộng sau là cô chú anh chị ơi. Nó cũng quái lắm. À cái đế nó dắt chữ A. Dạ. Đó, nó có cũng có đế xuống nè. Nó cũng có đế xuống hay cô chú anh chị. Dạ. Rồi giá hữu nghị luôn cô chú anh chị ơi. Cây cao được 1m35 hay cô chú anh chị. Dạ. Cái đường kính bầu dài nhất là 60 ha. Thoát thân tới dây cành của nó là 45 nghe cô chú anh chị. Hoành thân đo được chỗ này 42 ha. Dạ. Đế nó dắt chữ A ha cô chú, mà cộng rễ nó to to không nha. Cũng quá lắm cô chú anh chị ơi. Ai cộng đế mà được, cộng nào hôm nay còn bắp tay em không à. Dạ. Dạ. Rồi cái mã số 6 này xin giao lưu giá 2.500.000 ha cô chú anh chị. Cái này cũng già luôn, lên nha mẹ. Già dữ lắm già ơi. Bông cũng đẹp lắm cô chú nhì ơi, bông giảo ha. 2.500.000 hai cô chú anh chị. Về mình chồng mình lấy cái xác mình chơi cũng lời nữa cô chú anh chị ơi, cây một cốt nữa. Xin phép đổi cây ạ. À. Rồi mã số 7. Phôi mai vàng á cô chú chị, cây bonsai luôn nha. Rồi tiếp tục cái mã số 7 ha. Dạ. Một cây thú ha cô chú chị. Nó cũng quái cây lắm cô chú chị ơi. Nó già dữ lắm, già luôn rồi đó. Dạ. Lên da me xù xì hết rồi. Con đò ha. Cây cao được 33 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài mức dài nhất của nó là 50 ha. Hoành thân đo được chỗ này 26 ha cô chú anh chị. Hoành củ đặt nó được 40 ha. Tổng nồi đế nó là 1m1 ha cô chú anh chị. Dạ. Ồ cây nó xà, nó sần sùi lắm cô chú anh chị ơi. Về mình cắt rễ vô nữa, mình ép vô cái chậu mình chơi ha. Chậu bonsai đế quái rồi cô chú chị ha. Rồi cái mã số 7 này xin giao lưu giá 1.800.000 ha cô chú anh chị. Dạ 1.800.000. Nó cũng già lắm rồi đó. Già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi. Mã số 8. Rồi mã số 8. Thôi mai vàng luôn nha cô chú anh chị. Cây này dán lết luôn ha. Ừ. Nguyên cục đế là cây này cây Thủ Đức Ghi nha cô chú anh chị. Cây này cây nằm chậu hoang nhổ ra. Cây cao được 25 hay cô chú anh chị. Hoành thân đo chỗ này 23 ha. Hoành củ đế của nó là 82 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất nó là 40 nha. Đó, cây này nó cũng quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Nó được có một cái là giảo Thủ Đức Ghiên luôn ha. Bông 9, 10, 12 cánh không ha. Cái mã số 8 này xin giao lưu giá 1.400.000 ha. 1.400.000 nguyên một cục đế luôn rồi, cô chú anh chị ơi. Cây nằm chậu ha. Đế nó xà quần ở đây ha. Rồi xin phép đổi cây à. Mã số 9 nha cô chú anh chị. Tiếp tục cái mã số 9 nha cô chú anh chị. Đó một cây mai vàng ha, nó được ghép dạo Thủ Đức nha. Nó ghép nhánh đây ha cô chú anh chị. Đó. Cái này
này nó già lắm rồi, nó xù xì luôn á. Nó có khung sẵn luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạng đo ha. Tổng chiều cao nó là được 65 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất đó là 42 ha. Hoành thăng đo được chỗ này. Hoành thăng đo được chỗ này 23.4 ha cô chú anh chị. Dạ 24 vậy. Hoành cũ đặt nó được 45 ha cô chú anh chị. Dạ. Tổng là đế nó 80 ha. Dạ. Đó. Có cái bắp, có cái đùi này nó cũng quái lắm nghe cô chú anh chị, nguyên cái đùi luôn ha. Rồi cây mã số 9 này xin giao lưu giá 1.2 triệu ha. Cái này về mình ép vô chậu hột xài mình chơi ha cô chú anh chị. Cây nó già cây lắm rồi, mấy cây này nó sống khỏe rồi cô chú anh chị, khỏi sợ nó chết rồi. Mã số 9 là 1.2 triệu ha. Rồi xin phép đổi cây à. Dạ mã số 10. Rồi tiếp tục cây mã số 10, một cây quái ha cô chú anh chị. Cây này chủ nhà vô đường nước dây ha cô chú anh chị. Mình về mình dập dây sơ sơ lại mình chơi ha. Này là ghiên phải không anh? Ghiên luôn. Dạ. Đó, cái phôi dốc ghiên ngọn luôn cô chú anh chị ha. Mình không thích thì về mình bấm bỏ, mình nuôi lại từ đầu ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cũng cây thường chậu nhổ ra ha. Rễ nó quái lắm, nó sầu ẩn ở đây nè cô chú anh chị ơi. Cây cao tổng thể được 73 ha cô chú anh chị. Đó tán ngang ha. Tán ngang được 50 ha cô chú anh chị. Để đo hai thân nó đi ha. Thân này được 30 nha. Thân nhỏ dưới này đo được 21 ha. À. Tổng hai thân đó thì 45 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó là cỡ 95 ha cô chú anh chị. Đó. Đế nó sổ lên luôn ha cô chú anh chị, nó như con thú bò lên vậy ha. Là được 15 ha cô chú anh chị. À đây dính hết trơn nè. Chắc có lẽ người ta quấn từ nhỏ cô chú anh chị nó dính đó. Cây rất là già cây. Cây nó già cây mà nó cũng búp măng hay mà nhìn nó cũng quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Cây này mã số 10. Cây mã số 10 này xin giao lưu giá 2.500.000 ha. Dạ. 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Cây quái lắm cô chú anh chị ơi. Rồi xin phép đổi cây à. Mã số 11 nha cô chú anh chị nha. Rồi cây mã 11. Cây bonsai lùng lục nha cô chú anh chị. Đế thì bỏ đều à, cứng bầu luôn nha. À. Cây đế thì bỏ cứng bầu luôn cô chú anh chị ơi. Là cây này cây đang nằm chậu ha. Sửa tà lao quá ăn cắt bỏ hết. Vậy cho cô chú anh chị cho nó ra tường mình sửa lại ha. Cây này cây cũng bông dảo cô chú anh chị. 5, 6, 7, 9 cánh ha. Dảo lai mình ở đây ha. Còn đo thông số luôn ha. Cây cao được 35 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Tổng nồi đế nó 1m3 ha cô chú anh chị. Đế là không chống mặt nào nha. Nè nó có bị thẹo ở đây mà nhưng nó đang kéo rất tốt nha cô chú anh chị. Bình thân đo được là 28 ha cô chú anh chị. Dạ. Để không chống mặt nào luôn cô chú anh chị, rễ đều băng hết trơn à. Rồi cây mã 11 này xin giao lưu giá 1.500.000 ha. Dạ rồi 1.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Số 11. Rồi xin phép đổi cây ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi tiếp tục là cây mã 12 ha. Cũng là cây cuối clip của con ha. Dạ. Cây thân nó dặn sắn ha. Cái nhánh nè. Cái nhánh này chủ nhà quấn dính từ nhỏ luôn cô chú anh chị ơi. Cây này đâm tược chi hết trơn rồi cô chú anh chị. Dạ. Cái thân nó dặn cây nha cô chú anh chị, đế khá là lực luôn. Rồi đó chiều cao ha. Cây cao 1m2 cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất nó là 70 nha. Thoát thân tay cành được 40 nha cô chú anh chị.
Quỳnh Thăng đo được chỗ này 39 hả cô chú anh chị? Dạ, cái này nở chạc nha cô chú anh chị. Đế nó không trống chỗ nào hết nha cô chú anh chị. Tổng là đế nó khoảng mét cử nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, nó không trống mặt nào luôn nha. Cây cuối clip 12 này xin giao lưu giá 3.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ, 3.500.000, cái đế nó hơi nôm nôm nha cô chú anh chị. Dạ, đế cũng sổ nôm lên chút nha cô chú anh chị. Nó sổ nôm nó khoảng 22 nha cô chú anh chị. Có gan tay nè, gan tay hơn nha cô chú anh chị. Mà đế nó không chống mặt nào nha cô chú anh chị. 3.500.000 ha. Không bao ship toàn quốc nha. Đây kéo nhựa sống khỏe hết rồi cô chú anh chị ơi. Mấy cái chọt này là mình về vô trong dây mình. Này về mình vô dây mình chơi được rồi. Còn thôi mình về mình ghép cũng được ha cô chú anh chị. Rồi, cái 12 là cái cuối clip của con ha. Rất mong cô chú anh chị lần sau ủng hộ con clip này ha. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Dạ. Chào kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thế Hậu Giang ạ.